chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Con gái Hà Tăng ngày càng ra dáng công chúa nhỏ đã lớn vũng phao còn tự chơi cực ngoan. Gia đình hạnh phúc của Hà Tăng và Louis Nguyễn vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Ngoài cuộc sống đời thường được cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân, vợ chồng Hà Tăng còn rất chịu khó khoe hình ảnh hai nhúc tì ngày càng lớn phỏng phao. Mới đây nhất, nàng ngọc nữ đã đăng tải khoảnh khắc công chúa nhỏ là bé Chloe đang chơi cùng bạn tại nhà riêng, diện đầm búi tóc cao, bé Chloe như một nàng công chúa thực thụ qua góc quay từ phía sau của mẹ. Theo chia sẻ của Hà Tăng, hiện bé đang được nghỉ học ở nhà vì dịch bệnh nên đã tự chơi trò chơi cùng bạn. Tuy nhiên, vẫn như mọi lần, sau khi khoảnh khắc công chúa nhỏ được chia sẻ, đông đảo khán giả vẫn rần rần và chỉ mong ngày vợ chồng Hà Tăng sẽ đăng tải ảnh cận mặt bé để mọi người được ngắm nhìn dung mạo của bé. Show gia sản khủng của nhà chồng hai ngọc nữ của showbiz Việt, Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà. Đầu tiên là Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Gần đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo xác nhận thông tin sẽ kết hôn với bạn trai đại gia vào tháng 10 tới khiến nhiều khán giả quan tâm. Thu Thảo được coi là một trong ít những người đẹp Việt xây dựng được hình ảnh đẹp, sạch scandal và được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ bởi nhan sắc thuần khiết, nhẹ nhàng và trong trẻo. Bên cạnh đó, vị hôn phu của Hoa hậu lại sở hữu khối tài sản kết xù khiến không ít người ngưỡng mộ và ao ước. Doanh nhân trung tính sinh năm 1987 là người có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Hiện anh đang là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, một tập đoàn sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn trên cả nước. Có thể nói Trung Tính là thiếu gia giàu từ trứng nước khi xuất thân trong một gia đình giàu có và kế thừa sản nghiệp của gia đình năm 30 tuổi. Tuy nhiên không thể phủ nhận tài năng cũng như sự cố gắng, bản lĩnh của Trung Tính. Anh tốt nghiệp Đại học Melbourne năm 2011 với bằng thạc sĩ về thương mại. Cơ ngơi gia đình chồng sắp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng. Có thể kể đến ngay hệ thống tòa nhà Lancaster tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cao ốc 15 tầng Miss áo dài, chuỗi các nhà hàng khách sạn. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tư trạm dừng Mekong tại Long Thành và Tiền Giang, trạm dừng lớn nhất miền Tây tính đến thời điểm hiện tại. Năm 2015, Trung Tín gây chú ý khi lọt top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bầu chọn. Năm 2016, chồng tương lai của Đặng Thu Thảo càng gây chú ý khi đảm nhận vai trò là đơn vị cung cấp địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu của Tổng thống Mỹ Barack Obama và 300 bạn trẻ. Bên cạnh đó, Trung Tính có mối quan hệ thân thiết với ông xã Tăng Thanh Hà là Louis Nguyễn. Cả hai đều trong hội các doanh nhân trẻ tuổi tài cao. Và tiếp theo là Tăng Thanh Hà. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ lui về hậu trường khi lên xe hoa cùng Louis Nguyễn. Rất nhiều tranh luận bàn cãi về quyết định này của nữ diễn viên một thời. Và thời gian đã trả lời cho tất cả. Giờ đây nhắc về ngọc nữ màn ảnh Việt, người ta không chỉ nói về sắc đẹp, tài năng mà còn là sự giàu có và quyền thế. Trước khi kết hôn, Tăng Thanh Hà thuộc top sau Việt có cát-xê cao ngất ngưỡng từ việc đóng phim, quảng cáo và là mỹ nhân được săn đón nhiều nhất showbiz Việt. Nhưng đó không là gì so với khối tài sản khổng lồ khi cô bước chân về làm dâu. Cũng từ đây Tăng Thanh Hà chuyển hướng sang hình tượng một doanh nhân, bà chủ với cuộc sống vạn người mơ ước. Gia đình nhà chồng của Tăng Thanh Hà sở hữu tập đoàn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương IPP, nắm giữ 30% thương hiệu nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Cha đẻ của Louis Nguyễn là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, nắm giữ nhiều trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội thuộc loại cao cấp. Bên cạnh đó, tập đoàn của gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà còn mở rộng đầu tư ở một số quốc gia Đông Nam Á về thời trang và mỹ phẩm. Hiện tại, Tăng Thanh Hà sống cùng nhà chồng ở biệt thự triệu đô với nội thất xa hoa dát vàng, đầy đủ tiện nghi như sân tennis, hồ bơi ngay trong khuôn viên. Ngoài ra, gia đình cô còn sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ thuộc các thương hiệu như Audi, Bentley, Phantom, Lexus, Maybach. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn và vợ là cựu diễn viên Thủy Tiên được mệnh danh là vợ chồng vua hàng hiệu của Việt Nam. Bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam trong danh sách 500 nhân vật quyền lực trong làng thời trang thế giới do tạp chí Business of Fashion bình chọn. Cận cảnh bên trong biệt thự sân vườn triệu đô của vợ chồng Tăng Thanh Hà. Vợ chồng Hà Tăng sống trong biệt thự sân vườn sang trọng với nội thất màu trắng. Nữ diễn viên nhiều lần khoe hình ảnh căn nhà lên trang cá nhân. Tăng Thanh Hà và chồng kết hôn năm 2012, sau đó hai người chuyển về sống trong căn biệt thự sang trọng được sơn màu trắng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh về tổ ấm của mình và ông xã. Hà Tăng thường đăng tải ảnh chụp trong phòng khách. Nội thất căn nhà của nữ diễn viên cũng được trang trí theo tông màu trắng.
Qua hình ảnh được chia sẻ có thể nhận ra, phòng khách có diện tích khá lớn, nội thất tối giản, hạn chế trang trí rườm rà. Gia đình Tăng Thanh Hà để dành khoảng không gian rộng để các con và hai chú chó cưng có chỗ vui đùa, chạy nhảy. Sàn nhà được lát gỗ màu đen tạo cảm giác sang trọng. Phòng bếp nhà nữ diễn viên có diện tích lớn với bộ bàn ăn dài. Hà Tăng từng đăng hình đứng trước bàn ăn trên trang cá nhân. Người hâm mộ nhận ra cô có thể mời tới 12 người khách cùng dự bữa ăn tối với gia đình vì không gian bếp quá rộng. Phòng chơi của hai bé Richard và Joe cũng có diện tích rộng. Thiết kế kết hợp giữa giá sách và ghế ngồi được khen độc đáo. Ngoài ra, vợ chồng cô dành chỗ để làm nơi tập yoga hoặc chỗ chơi đùa cùng các con. Các biệt thự không có quá nhiều cửa sổ, thay vào đó là các cửa ra vào lớn và cao gần chạm trần. Các biệt thự được thiết kế cầu thang xoắn ốc, lắp thêm cửa chặn để trẻ em không bước lên cầu thang. Kiểu cầu thang này được đánh giá giúp tiết kiệm không gian trong nhà. Các biệt thự của Hà Tăng và Louis Nguyễn có phần sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Đây là địa điểm chụp hình ưa thích của nữ diễn viên. Cô có rất nhiều check-in ngay trong vườn nhà. Ngay cả khu vực trồng vườn cũng được thiết kế sàn gỗ, tạo cảm giác sạch sẽ, trang trọng. Tăng Thanh Hà có sở thích trồng vườn. Cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc trồng và chăm sóc cây, hoa trong vườn nhà. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng nữ diễn viên mặc áo dài và chụp ảnh ngay khu vườn thuộc căn biệt thự. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.